Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhà đẹp Nam Thành Đô. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà cấp 4 được Nam Thành Đô thiết kế cho gia đình bác Tam ở Con Cuông, Nghệ An. Hình ảnh các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh chúng tôi phát thảo lên cho gia đình bác Tam. Nhìn tổng quan, căn nhà được thiết kế khá độc đáo. Thiết kế kiểu sân vườn hiện đại với màu sắc căn nhà chủ đạo là màu trắng kết hợp màu xanh và các đường chỉ âm tường với hệ thống mái thái giúp cho căn nhà năng động, trẻ trung, độc đáo và hiện đại. Mang nét đặc trưng riêng khác biệt, những mẫu biệt thự vườn cấp 4 mái thái sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như về tính thẩm mỹ, với kiến trúc thiết kế nhà mái thái sẽ giúp ngôi nhà tôn vinh lên vẻ đẹp thanh thoát cao giáo của ngôi nhà, mái thái còn mang tính năng tản nhiệt chống nóng. Chính vì vậy nên khi có nước mưa rơi xuống nó sẽ nhanh chóng thoát nước tự nhiên mà không bị ứ đọng trên mái. Bên cạnh đó nó cũng bảo vệ ngôi nhà khỏi trường hợp thấm rột ngấm nước. Bước từ sân vào tam cấp gia đình anh được lát bằng đá granite, một loại đá được Nam Thành Đô thiết kế cho nhiều mẫu nhà hiện nay. Đá granite là loại bền đẹp và mang lại sự sang trọng cho căn nhà. Trụ cột của căn nhà được thiết kế hai trụ lớn. Điểm nhấn là đường chỉ dọc được ốp gạch thẻ, giúp căn nhà trở nên khỏe khoắn hơn. Đế cột được ốp đá granite chống rêu mốc rất tốt, làm căn nhà trở nên sang trọng hơn. Cửa chính chúng tôi bố trí là cửa gỗ lim và kính cường lực sang trọng, được sơn màu đỏ, không cong vanh mối mọt, bền đẹp theo thời gian, và phù hợp với điều kiện thời tiết của Nghệ An. Cửa sổ của căn nhà là được chúng tôi sử dụng hệ cửa nhôm kính túi nâu. Cũng rất sang trọng và bắt mắt, giúp điều hòa không khí, lấy ánh sáng, đón gió được tốt hơn, giảm chi phí và tạo view cho tổng thể của ngôi nhà. Cửa nhôm kính được chúng tôi bố trí rất hài hòa với nền tường màu trắng, rất hài hòa và cân đối. Nhìn ở góc độ nào thì căn nhà vườn cấp 4 này cũng thật đẹp, phải không nào? Toàn bộ căn nhà được chúng tôi bố trí hệ thống ánh sáng rất là lung linh, huyền ảo. Tạo cho căn nhà rất đẹp vào ban ngày và lung linh vào ban đêm. Chúng tôi không quên tạo những khoảng trồng hoa, để ngôi nhà luôn được hòa nhập với thiên nhiên. Bây giờ, xin mời các bạn tìm hiểu kênh YouTube cũng như trang web của công ty Nam Thành Đô. Tại đây, chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà, nhà biệt thự, nhà 2 tầng, nhà vườn cấp 4, hay nhà ở kết hợp kinh doanh. Các bạn đừng quên bấm theo dõi, nhấn chuông, để được xem những sản phẩm mới nhất nhé. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế nhà ở, hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0972-996865 để chúng tôi giúp bạn có ngôi nhà mơ ước. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video sau.